48 la mã. Xem quân trận. A, à, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ, có một vùng trong nước vua Ba Tư Nặc, người dân phản loạn, nhà vua phải đích thân thống lãnh sáu loại quân để chinh phạt. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo đến đó xem coi quân trận vua ba tư nặc hỏi rằng chư tôn có mặt giữa ba quân này muốn làm việc gì nhóm sáu tỳ kheo trả lời chúng tôi không có việc gì cả chỉ đến xem coi mà thôi vua ba tư nặc nghe nói như vậy lòng không vui nhà vua lại hỏi các thầy sẽ đi đâu nhóm sáu tỳ kheo nói chúng tôi sẽ đến nước xá vệ yết kiến đức thế tôn nhà vua nói nếu quý đại đức đến nước xá vệ, xin nhân danh tôi lễ bái, thăm hỏi Đức Thế Tôn, rằng nằm ngồi có khinh an không, đi đứng được mạnh khỏe chăng? Giáo hóa có nhọc nhằn lắm không? Tôi xin gửi gói mật mía này, dân cúng Đức Thế Tôn, và quý đại đức đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo liền đến tinh xá kỳ hoàng ở nước xá vệ, kính lễ dưới chân đức thế tôn rồi ngồi qua một bên nhân danh vua ba tư nặc lễ bái vấn tấn đức thế tôn rằng nằm ngồi có khinh an không đi đứng được mạnh khỏe chăng giáo hóa có nhọc mệt lắm không dân gói mật mía lên đức thế tôn và đem nhân duyên trên bạch lên đức thế tôn một cách đầy đủ đức thế tôn vì nhân duyên này quở trách nhóm sáu tỳ kheo việc các ông làm là sai quấy chẳng phải oai nghi chẳng phải pháp sa môn chẳng phải tịnh hạnh chẳng phải hạnh tùy thuận làm điều không nên làm các ông thật là người ngu si sao lại xem coi thế lực quân trận của nhà vua đức thế tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo rồi bảo các tỳ kheo những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đi xem quân trận ba vật đề. Thế tôn vì các tỳ kheo kết giới như vậy. Bây giờ có một vùng trong nước vua Ba Tư Nặc, nhân dân phản loạn, nhà vua sai hai vị đại thần là anh em với nhau người anh tên là lỵ sư đạt đa người em tên là phú la na cầm quân đi chinh phạt hai vị đại thần này khác ngưỡng muốn diện kiến tỳ kheo nên sai sứ đến thỉnh các đại đức tỳ kheo đến để hai vị gặp các tỳ kheo vì có tâm cẩn thận sợ nên bảo đức thế tôn đã chế giới nếu tỳ kheo nào đi xem quân trận ba vật đề bấy giờ các tỳ kheo đến bạch đức thế tôn phật bảo nếu cần có sự cáo bạch hay được mời gọi thì cho phép đến từ nay trở đi nên nói giới như vậy tỳ kheo nào đi xem quân trận ba vật đề trừ nhân duyên hợp thời b giới tướng tỳ kheo nghĩa như trước trận hoặc chiến hoặc đấu quân hoặc một quân hai quân ba quân bốn quân một quân một quân voi một quân ngựa một quân xe một quân bộ hoặc toàn là quân ngựa quân voi quân bộ quân xe hai quân hai voi hai ngựa hai xe hai bộ hoặc gồm có voi và ngựa hoặc voi và xe hoặc voi và bộ hoặc ngựa và xe hoặc ngựa và bộ hoặc xe và bộ ba quân ba voi ba ngựa ba xe ba bộ hoặc voi ngựa và xe hoặc voi ngựa và bộ hoặc ngựa xe và bộ bốn quân bốn voi bốn ngựa bốn xe bốn bộ hoặc voi ngựa xe và bộ tỳ kheo kia đến xem quân trận từ đường này đến đường kia từ đường đến chẳng phải đường từ chẳng phải đường đến đường từ thấp đến cao từ cao đến thấp đến mà thấy thì phạm ba vật đề đến mà không thấy phạm đột kiết la nếu phương tiện chuẩn bị muốn xem mà không đi tất cả đều phạm đột kiết la nếu tỳ kheo đi nơi đường trước quân trận mới đến sau tỳ kheo nên tránh qua bên lề đường không tránh phạm đột kiết la tỳ kheo ni ba vật đề thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la đó gọi là phạm sự không phạm tỳ kheo có việc cần đến hoặc được mời đi hoặc bị thế lực bắt hoặc đi phía trước quân trận đến sau có tránh qua bên lề đường hoặc đường nước đường bộ bị đứt đoạn nạn giặc, nạn ác thú, nước lục hoặc bị thế lực trói dẫn đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, không tránh bên lề đường thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 49 La Mã Ngủ lại trong quân A. À, duyên khởi Một thời, Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà tại nước xá vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo có nhân duyên đến trong quân trại và ngủ lại. Các cư sĩ thấy, bèn nói với nhau rằng, chúng ta vì ân ái nên ngủ đêm nơi đây, còn các sa môn này ở lại đây có việc gì? Các tỳ kheo nghe việc này, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, kiêm trách nhóm sáu tỳ kheo. Đức Thế Tôn chế giới, khi có duyên sự mới đến trong quân trại, sao các thầy lại ngủ đêm trong quân trại? Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ với chân Phật rồi ngồi qua một bên. Đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi chẳng phải pháp sa môn chẳng phải tịnh hạnh chẳng phải hạnh tùy thuận làm điều không nên làm nhóm sáu tỳ kheo có nhân duyên mới được vào trong quân trại các ông không có việc gì sao lại ngủ lại trong quân trại đức thế tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo rồi bảo các tỳ kheo những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu, chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. Tỳ kheo nào có nhân duyên được phép đến trong quân trại, ngủ lại hai ba đêm, nếu quá, ba giật đề. B. Giới tướng tỳ kheo nghĩa như trước tỳ kheo nào có nhân duyên muốn đến trong quân trại được phép ngủ lại hai đêm cho đến đêm thứ ba khi bình minh chưa xuất hiện nên đi đến chỗ không thấy không nghe tỳ kheo kia ở trong quân trại đủ hai đêm rồi đến đêm thứ ba khi bình minh chưa xuất hiện không lìa khỏi chỗ tai nghe mắt thấy lúc bình minh xuất hiện phạm ba vật đề nếu lìa khỏi chỗ mắt thấy mà đến chỗ tai nghe phạm đột kiết la lìa chỗ tai nghe đến chỗ mắt thấy phạm đột kiết la tỳ kheo ni ba giật đề thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la đó gọi là phạm sự không phạm hai đêm rồi đến đêm thứ ba khi bình minh chưa xuất hiện lìa khỏi chỗ tai nghe mắt thấy hoặc đường thủy, đường bộ bị đứt đoạn, hoặc nạn ác thú, hoặc đạo tặc, nước lục, hoặc bị thế lực bắt ở lại, hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, thấy đều được ngủ hai đêm trong quân đội. Đến đêm thứ ba, khi bình minh xuất hiện, không lìa khỏi chỗ thấy nghe, không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách năm mươi la mã xem quân đội chiến đấu a à, duyên khởi một thời đức phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây kỳ đà tại nước xá vệ bây giờ nhóm sáu tỳ kheo nghe đức thế tôn chế giới cho phép tỳ kheo có nhân duyên được ở trong quân đội hai đến ba đêm họ lại ở trong quân đội để xem quân trận chiến đấu xem voi ngựa của các bên trong nhóm sáu người này có người do xem coi quân trận chiến đấu mà bị tên bắn trúng các tỳ kheo đồng bạn liền dùng y băng bó khiêng về các cư sĩ thấy thế hỏi tỳ kheo vị này bệnh hoạn gì các tỳ kheo trả lời không bệnh hoạn gì cả vừa rồi đi xem quân trận chiến đấu nên bị trúng tên bấy giờ các cư sĩ cùng nhau cơ hiềm chúng tôi vì ân ái cho nên mới diễn tập quân trận này các thầy là người xuất gia đến trong quân đội có việc gì các tỳ kheo nghe qua trong đó có vị thiểu dục tri túc sống hạnh đầu đà ưa học giới biết tàm quý hiềm trách nhóm sáu tỳ kheo đức thế tôn chế giới cho phép các tỳ kheo có nhân duyên đến trong quân trại ngủ lại hai đến ba đêm các thầy đã ngủ trong quân trại hai ba đêm rồi sao các thầy lại còn đi xem quân trận chiến đấu để phải bị thương bấy giờ các tỳ kheo đến chỗ đức thế tôn đảnh lễ dưới chân phật rồi ngồi qua một bên đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức thế tôn đức thế tôn liền vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo quở trách nhóm sáu tỳ kheo việc các ông làm là sai quấy chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm sáu tỳ kheo, tại sao Thế Tôn chỉ cho phép các tỳ kheo có nhân duyên mới được đến trong quân trại ngủ lại hai ba đêm, mà các ông ngủ lại trong quân đội hai ba đêm rồi, lại còn đi xem quân trận chiến đấu để phải bị thương? Bây giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo rồi bảo các tỳ kheo những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu là kẻ phạm giới này ban đầu từ nay trở đi ta vì các tỳ kheo kết giới gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài muốn nói giới nên nói như vậy tỳ kheo nào ở trong quân trại hai ba đêm hoặc khi xem quân đội chiến đấu hoặc xem thế lực quân bộ quân voi quân ngựa ba vật đề b giới tướng tỳ kheo nghĩa như trước đấu chiến đấu giả hay chiến đấu thật quân từ một binh chủng cho đến bốn binh chủng hoặc có quân của vua quân của giặc quân của cư sĩ thế lực sức của voi hạng nhất sức của ngựa hạng nhất sức của xe hạng nhất, sức của bộ binh hạng nhất. Trận có trận đồ hình vuông, có trận đồ hình tròn, có trận đồ hình bán nguyệt, có trận đồ hình ngói lợp, có trận đồ hình giảm tướng, trận của Tượng Vương, Mã Vương, Nhân Vương. Tỳ kheo nào đến xem quân đội chiến đấu, thế lực của voi ngựa từ đường này đến đường kia, từ đường đến chẳng phải đường từ chẳng phải đường đến đường từ cao xuống thấp từ thấp lên cao đến xem mà thấy phạm ba vật đề xem mà không thấy phạm đột kiết la phương tiện chuẩn bị muốn đến mà không đến tất cả đều phạm đột kiết la nếu tỳ kheo đi trước trên đường quân đội đến sau thì nên tránh không tránh thì phạm đột kiết la tỳ kheo ni phạm ba vật đề thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la đó gọi là phạm sự không phạm có nhân duyên hoặc có người mời người thỉnh hoặc bị thế lực bắt dẫn đi hoặc mạng nạn phạm hạnh nạn hoặc đi trước quân đội đến sau tránh bên lề đường hoặc đường bộ đường thủy bị đứt đoạn đạo tặc ác thú nước lục hoặc bị cưỡng bức bắt trói mạng nạn tịnh hành nạn, tất cả không tránh bên lề đường, thảy không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. Năm mươi mốt là mã, uống rượu. À, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở nước Chi Đà cùng với đại chúng Tỳ Kheo năm mươi vị lúc bấy giờ tôn giả sa già đà làm thị giả của phật sa già đà ghé đến chỗ ở của phạm chí bệnh tóc nói với phạm chí này rằng tôi muốn tạm nghỉ ở đây một đêm tại phòng đệ nhất nơi trú xứ của ông ông có thuận ý hay chăng phạm chí trả lời không có gì trở ngại đối với tôi song trong phòng ấy có con độc long sợ nó làm tổn hại ông thôi. Tỳ kheo nói, miễn là ông cho phép nghỉ, có thể nó không hại tôi. Phạm Chí bệnh tóc nói, phòng ấy rộng rãi lắm, tùy ý ông cứ ở. Bây giờ, trưởng lão sa già đà vào phòng đó, tự trải cỏ làm nệm, ngồi kiết già, cột niệm trước mặt. Con độc lông kia thấy sa già đà ngồi kiết già, liền phóng khói lửa ra. Sa già đà cũng phóng khói lửa. Độc long giận, tuôn lửa ra nơi thân. Sa già đà cũng tuôn lửa ra nơi thân. Bây giờ, phòng kia giống như một trận cháy lớn vậy. Sa già đà tự nghĩ, này ta có nên dập tắt lửa nơi con rồng này mà không làm tổn thương đến thân nó chăng? Nghĩ xong, Sa già đà liền dập tắt lửa nơi con rồng mà không thương tổn nó. Bây giờ, hỏa quang của Độc Long không có màu sắc, còn hỏa quang của Sa Già dạ Đà thì chuyển đổi đủ thứ màu sắc, xanh, vàng, đỏ, trắng, lục bích, pha lê. Trong đêm ấy, Sa Già dạ Đà hàng phục con Độc Long này đựng vào trong bình bát, sáng sớm tinh sương đem đến cho Phạm Chí bệnh tóc, nói rằng con độc long đã bị tôi hàng phục và hiện đang đựng ở trong bình bát đem cho ông xem đây trong lúc đó ông chủ câu thiểm di cũng đang ngủ tại nhà phạm chí bệnh tóc nghĩ rằng thật là điều chưa từng có đệ tử của đức thế tôn mà còn có đại thần lực như vậy huống là như lai ông liền thưa với sa già đà rằng khi nào đức thế tôn đến nơi câu thiểm di xin ngài cho tôi biết tôi muốn kính lễ đức như lai sa già đà nói tốt lắm lúc bấy giờ đức thế tôn từ nước chi đà du hành trong nhân gian đến nước câu thiểm di vị quốc chủ của nước nghe đức thế tôn hướng dẫn một nghìn hai trăm năm mươi đệ tử đến nơi đó liền cưỡi xe đến nghinh đón đức thế tôn từ xa thấy đức thế tôn Nhan sắc đoan chánh, các căn tịnh định, tâm của ngài vắng lặng, đạt mức tối thượng điều phục cao nhất, như con voi chúa đã được điều phục, giống như vực sâu trong vắt. Thấy vậy, tâm sanh chí tính, với tâm cung kính, vị quốc chủ liền xuống xe, đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật rồi đứng qua một bên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện nói pháp khuyến hóa khiến quốc chủ được hoan hỷ. Khi ấy, quốc chủ câu thiểm di nghe Đức Phật nói Pháp khuyến hóa, tâm đại hoan hỷ rồi, xoay lại nhìn chúng tăng, không thấy tôn giả sa già đà liền hỏi các tỳ kheo rằng, sa già đà hiện đang ở đâu? Các tỳ kheo trả lời, sa già đà đi sau sẽ đến bây giờ. Khi ấy, sa già đà cùng với nhóm sáu tỳ kheo đến sau. Quốc chủ câu thiểm di thấy sa già đà đến liền ra nghinh tiếp đảnh lễ dưới chân rồi đứng qua một bên sa già đà lại dùng tất cả phương tiện nói pháp khuyến hóa khiến tâm quốc chủ hoan hỉ quốc chủ câu thiểm di nghe sa già đà dùng mọi phương tiện nói pháp khuyến hóa được hoan hỉ rồi bạch với tôn giả rằng ngài cần gì xin cho tôi được biết tôn giả sa già đà trả lời Thôi, được rồi, như thế tức là cúng dường tôi rồi đó. Quốc chủ lại thưa, nguyện xin được biết, ngài cần thứ gì? Nhóm sáu tỳ kheo nói với quốc chủ rằng, Ông biết chăng, y, bát, ni sư đàn, ống đựng kim, đối với tỳ kheo là vật dễ có được, còn có vật đối với tỳ kheo rất khó được, ông nên cho. Quốc chủ liền thưa, đối với tỳ kheo vật gì là vật khó có được nhóm sáu tỳ kheo trả lời vật cần muốn có là rượu đen quốc chủ nói cần thứ đó thì sáng mai đến nhận nhiều hay ít tùy ý Bây giờ quốc chủ kính lễ sa già đà đi nhiễu quanh rồi cáo lui sáng sớm hôm sau sa già đà khoác y ôm bác đến nhà của quốc chủ câu thiểm di an tọa nơi chỗ ngồi khi ấy quốc chủ đem các thức ăn ngon bổ trong đó có cả rượu đen để dâng cúng khiến cho được no đủ sa già đà ăn uống no đủ rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về giữa đường bị rượu làm cho say nên té xuống đất và ói thức ăn ra các loài chim tranh ăn kêu la Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi Tôn giả A Nan: Tại sao các loài chim kêu la như thế? Tôn giả A Nan bạch Phật: Đại đức Sa già Đà nhận sự mời thỉnh của quốc chủ Câu Thiểm Di ăn uống các thứ, trong đó có rượu đen, bị say nằm bên đường và ói mửa ra, cho nên các loài chim tranh ăn kêu la. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: tỳ kheo sa già dạ đà người si này ngay lúc này không thể hàng phục được con rồng nhỏ huống là hàng phục con rồng lớn đức phật bảo a nan người uống rượu có mười điều tai hại một nhan sắc xấu xí hai kém sức khỏe ba mắt nhìn không tỏ bốn hiện tướng hung dữ năm phá hỏng tài sản gia nghiệp sáu tăng thêm bệnh hoạn 7. thêm đấu tranh kiện tụng, 8. không ai khen tiếng xấu truyền khắp, 9. trí tuệ giảm thiểu, 10. thân hoại mạng chung đọa vào ba đường ác. A à Nan, đó gọi là 10 điều tai hại của việc uống rượu. Đức Phật bảo, A à Nan, từ nay trở đi, người nào đã tôn giáo pháp của ta làm thầy, thì cho dù chỉ dùng đầu ngọn cỏ thấm rượu rồi để vào miệng cũng không được. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách Tỳ-kheo Sa Già Đà rồi bảo các Tỳ-kheo. Sa Già Đà ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu, từ nay trở đi ta vì các Tỳ-kheo kết giới gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài muốn nói giới nên nói như vậy tỳ kheo nào uống rượu ba vật đề b giới tướng tỳ kheo nghĩa như trước rượu rượu nấu bằng cây rượu nấu bằng lúa rượu nấu bằng gạo chỉ chung cho tất cả các loại rượu bằng gạo bằng đại mạch hoặc các phương pháp biến chế rượu khác rượu nấu bằng cây như rượu nước quả lê Rượu quả diêm phù, rượu mía, rượu quả xá lâu già, rượu nước quả uy nhuy, rượu nho, rượu nước quả lê, dùng mật hay đường mía trộn vào để làm, cho đến rượu nho cũng pha chế như vậy. Rượu có sắc rượu, hương rượu, vị rượu đều không nên uống, hoặc có loại rượu chẳng có sắc rượu mà có hương vị rượu không nên uống hoặc có thứ rượu chẳng có sắc rượu chẳng có hương rượu mà có vị rượu không nên uống hoặc có thứ rượu chẳng có sắc rượu chẳng có hương rượu chẳng có vị rượu cũng không nên uống chẳng phải rượu mà có sắc rượu hương vị rượu thì được uống chẳng phải rượu chẳng có sắc rượu mà có hương rượu vị rượu thì được uống chẳng phải rượu chẳng có sắc rượu chẳng có hương rượu mà có vị rượu thì được uống chẳng phải rượu chẳng có hương rượu chẳng có vị rượu thì được uống tỳ kheo nào uống rượu nấu rượu hòa rượu hoặc ăn hoặc uống ba vật đề nếu uống rượu có vị ngọt đột kiết la nếu uống rượu có vị chua phạm đột kiết la ăn men rượu hèm rượu đột kiết la rượu khởi ý tưởng là rượu ba vật đề rượu mà nghi ba vật đề rượu mà không có ý tưởng là rượu ba vật đề không phải rượu mà có ý tưởng là rượu đột kiết la không phải rượu mà nghi đột kiết la tỳ kheo ni ba vật đề thức xoa mana sa di sa di ni đột kiết la đó gọi là phạm sự không phạm nếu có bệnh như vậy như vậy trị các thứ thuốc khác không lành, dùng rượu để làm thuốc hoặc dùng rượu thoa nơi mục ghẻ, tất cả đều không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng loạn tâm, thống não bức bách. 52 la mã, đùa giỡn trong nước. A, à, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ, Bây giờ, nhóm mười bảy tỳ kheo đang đùa giỡn trong sông A Kỳ La Bà Đề từ bờ bên này đến bờ bên kia hoặc thuận dòng hoặc nghịch dòng hoặc lặng nơi này trồi lên nơi kia hoặc khoa tay vẽ trên nước hoặc tạc nước qua lại với nhau. Vừa lúc đó, vua Ba Tư Nặc cùng với mạc lợi phu nhân ở trên lầu cao từ xa trông thấy nhóm mười bảy tỳ kheo Đùa giỡn trong sông kia, từ bờ bên này đến bờ bên kia, hoặc thuận dòng, hoặc nghịch dòng, hoặc lặn chỗ này trồi lên chỗ kia, hoặc khoa tay vẽ trên nước, hoặc tạt nước qua lại với nhau. Thấy vậy, nhà vua nói với mạc lợi phu nhân rằng, Khanh xem, những người mà Khanh thờ kính kia kia. Lúc ấy, mạc lợi phu nhân liền trả lời với nhà vua rằng, các tỳ kheo đó tuổi còn nhỏ mới xuất gia ở trong phật pháp chưa bao lâu hoặc là lớn tuổi nhưng si không biết gì rồi mặt lợi phu nhân vội vàng xuống lầu bảo bà la môn na lăng ca rằng người nhân danh ta đến trong kỳ hoàng thăm hỏi đức thế tôn đi đứng được khỏe mạnh không giáo hóa có nhọc nhằn không đem gói thạch mật này dân cúng đức thế tôn và đem nhân duyên này trình lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Người bà La Môn kia liền nhận lời của phu nhân đến chỗ Đức Thế Tôn, thăm hỏi rồi ngồi qua một bên bạch Đức Thế Tôn rằng Mạc lợi phu nhân sai con đến thăm hỏi Đức Thế Tôn, đi đứng có vững vàng không, đời sống được khinh an không, giáo hóa có nhọc nhằn không, phu nhân gửi gói mật mía này dân cúng Thế Tôn, và trình sự việc lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Bây giờ, Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 17 tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm 17 tỳ kheo Tại sao các ông đùa giỡn trong nước nơi sông a kỳ ba đê Từ bờ bên này đến bờ bên kia, hoặc thuận dòng, hoặc nghịch dòng, hoặc lặn chỗ này trồi lên chỗ kia, hoặc khoa tay vẽ trên nước, hoặc tạc nước qua lại với nhau. Đức Thế Tôn quở trách nhóm 17 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo. Những kẻ ngu si này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu từ nay trở đi ta vì các tỳ kheo kết giới gồm mười cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài muốn nói giới nên nói như vậy tỳ kheo nào đùa giỡn trong nước ba vật đề b giới tướng tỳ kheo nghĩa như trước giỡn trong nước buông lung theo ý muốn từ bờ này bơi qua bờ bên kia hoặc thuận dòng, hoặc ngược dòng, hoặc lặn chỗ này, nổi lên chỗ kia, hoặc khoa tay vẽ trên nước, hoặc tạt nước qua lại với nhau, cho đến dùng bình bát đựng nước, đùa giỡn bằng mọi cách, đều phạm ba vật đề. Ngoài nước ra, nước trái cây, nước sữa trong, hoặc rượu đắng, nước vo gạo, đựng trong đồ để đùa giỡn, thì cũng phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức xoa mana, sa di sa di ni đột kiết la đó gọi là phạm sự không phạm trên đường đi phải lội qua sông từ bờ bên này đến bờ bên kia hoặc kéo cây gỗ trong nước hoặc kéo tre kéo nứa lên xuống dòng nước hoặc lấy đá lấy cát hoặc mất vật gì lặn xuống đáy nước để tìm lặn xuống nổi lên hoặc muốn học bơi nên phải dùng tay quạt nước tất cả đều không phạm người không phạm phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới suy si cuồng loạn tâm thống não bức bách